Đây tôi vừa mới hết hàng được 4 hôm, hôm nay tôi mới nhập được hàng. Đây cũng theo yêu cầu một số anh em. Lúc này thì rơi vào khoảng tầm 4 xem nào. Rơi vào khoảng tầm không biết đâu. Khoảng tầm 10% thôi, và anh em yêu cầu lưỡi to hơn. Đấy, tôi vừa cắt ra xong. Đây, đây tôi so sánh cái lưỡi đợt này với cả cái lưỡi đợt trước. Anh em xem này. Đây, đây cái lưỡi tôi câu, và đây là cũng lưỡi cái lưỡi tôi chuyển cho anh em. Còn đây là cái lưỡi đợt mới này. Đấy, lưỡi đợt mới này. Lưỡi đợt mới nó nhỉnh hơn lưỡi đợt cũ. Nhưng mà anh em cũng hiểu rằng anh em cũng phải biết rằng tỷ lệ nếu mà lưỡi càng to thì cái tỷ lệ đóng cá của nó càng thấp. Cái gì nó cũng có cái ưu điểm và cái nhược điểm của nó. Đấy. Đây. Đây là lưỡi tôi vẫn câu. Tôi vẫn thường câu. Và đây là lưỡi đợt sau này, nó nhỉnh hơn này. Cái lưỡi này thì chắc là anh em không phải quá cẩn thận, hoặc tốt nhất là cứ cẩn thận thì vẫn hơn. Đây nó nhỉnh hơn này, ok, nhỉnh hơn, dày hơn và dài hơn một chút. Tôi thì tôi vẫn dùng lưỡi này thôi, thế còn anh em sẽ dùng lưỡi này. Cái tỷ lệ chắc chắn là nó đóng cá thì nó cũng chỉ 1:9 1:10 thôi. Lưỡi lớn nó không phải là quá lớn nhưng mà theo tôi cái tầm như này nó vẫn không ảnh hưởng gì nhiều lắm. Đây anh em đi mua lưỡi thì biết. Đây tôi buộc lưỡi nhỏ này. Lưỡi nhỏ lưỡi to anh em không phải là tiền nó khác nhau đâu, tiền nó như nhau. Anh em đi mua mấy cái lưỡi túi này thì biết rồi, lưỡi cỡ to cỡ nhỏ tiền như nhau hết. Lý do tại sao tôi lại buộc lưỡi nhỏ. Nhưng mà đây một số anh em yêu cầu tôi nhỉnh lên một chút để cho những cái bạn mà tất nhiên là khi mà các anh em nhận bồ câu ấy tôi cũng có hướng dẫn rồi. Hướng dẫn anh em làm sao mà để cái dòng cá rồi như nào đấy cẩn thận một chút. Nhưng mà không phải là ai cũng làm được. Đây là tôi sẽ đây. Lưỡi tôi vừa mới cắt ra xong anh em xem này, lưỡi nhìn rất chi là hoành tráng luôn. Đấy, lần này thì cũng không quá lâu, lần trước mất gần 1 tháng không 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 làm được một bộ lăng xê nào bởi vì tôi đặt lưỡi không về được. Đấy, lần này tôi đặt trước để từ cái lần trước lấy đấy tôi đặt phải đặt luôn mà đến hiện tại 1 tháng rưỡi bây giờ mới có hàng. Đấy, hôm nay mới về này. Nhìn lấp lánh như vàng luôn đúng không? Nhìn là đẹp. Đấy, bây giờ có hàng rồi. Giờ tôi bắt đầu tôi quay vào tôi làm việc. Đây, lưỡi cỡ to hơn. Đấy anh em nhìn này. Ok. Còn dù thì chắc chắn là không không thay đổi rồi. Ok. Rồi, sau đây thì tôi sẽ khi mà quá trình xong tôi sẽ úp lên anh em xem. Rồi anh em nào lấy thì để lại số điện thoại thì thôi, ok. Đấy, lưỡi cũ này. Lưỡi mới này. Lưỡi mới nhỉnh hơn. Ok, chào anh em. Đây đã có hàng một bộ đầu tiên. Ok. ルールが全く同じか。
Đây anh em. Đây, có hàng rồi. Đấy. Đợi hàng về rất chi là lâu làm. Đấy, từ cái quận dù, từ cái lưỡi đơn nó kia buộc cuối cùng thành bộ lăng xê này. Đây, đến đây là hoàn thiện. Đến đây là chuyển gửi đi rồi. Ok. Chiều nay tôi sẽ liên lạc với tất cả những cái bạn đã để lại số điện thoại và mấy cái anh em mà lấy đợt 2. Chiều nay tôi sẽ liên lạc để sáng mai sáng thứ hai tôi sẽ gọi điện cho anh em. Ok. Đây. Đấy, nhắc anh em là cái đợt lưỡi này nhỉnh hơn một chút. Ok, không vấn đề gì cả. Cho những cái bạn dòng kéo ầm ầm.